Trong lần gặp gỡ giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và vị thủ lĩnh cách mạng Cuba gần đây, đồng chí Fidel Castro, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba đã giới thiệu với nhà lãnh đạo Việt Nam đề tài một cuốn sách hấp dẫn, tối mật. Coi đây như món quà có ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ. Tác giả cuốn sách là Raúl Vandes Vivo. Người đã lập nên đại sứ quán trong rừng sâu năm 1969 tại căn cứ Tây Ninh, bên cạnh trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tác giả là nhà nghiên cứu về Việt Nam khá sâu sắc. Kết quả của những năm làm đại sứ chính phủ cách mạng Cuba 1965-1975 tại Phnom Penh, tại rừng sâu Tây Ninh và tại Hà Nội. Ông còn là nhà báo có tên tuổi ở Cuba về sau có thời gian ông là ủy viên trung ương đảng cộng sản cuba viện trưởng học viện lý luận cao cấp nino lopez cuốn hồi ký này đã cho thấy chiến công của quân và dân việt nam trong công cuộc chống mỹ cứu nước trong đó có phần đóng góp với tinh thần quốc tế cao cả của một số sĩ quan chuyên viên quân sự cuba tham gia mở rộng đường hồ chí minh để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng chiến dịch hồ chí minh lịch sử Cuốn sách là một trong những biểu hiện của tình cảm đoàn kết chiến đấu của nhân dân Cuba anh em đối với nhân dân Việt Nam. Tình cảm sâu sắc và lòng cảm phục của đồng chí Fidel đối với Bác Hồ. Từ năm 1967, Cuba đã quan tâm đến con đường mang tên Hồ Chí Minh, muốn cử một số sĩ quan đến làm việc trên con đường đầy khói lửa này, chỉ để nhằm chia sẻ mối nguy hiểm và niềm vinh quang của bản anh hùng ca bất diệt Việt Nam, như lời tác giả thuật lại. 7 năm sau, vào một buổi đêm tảng sáng tại Hà Nội, có cuộc bàn bạc kín đáo bộ ba Phi đen, đồng chí Phạm Văn Đồng, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ý định để Cuba tham gia một phần với trang bị kỹ thuật hiện đại mở rộng đường Trường Sơn đã được hình thành tức khắc và được thực hiện nhanh chóng ngay sau đó. Nhiều tình tiết cảm động khác cũng được viết ra trong thiên hồi ký xung quanh con đường mang tên Hồ Chí Minh tình cảm và những kỷ niệm Cuba gắn bó thân thiết với con đường đến mức khi các đoàn chiến xa, các đoàn quân Việt Nam chiến thắng, thần tốc thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh, tác giả đã không giấu giếm thú nhận ý nghĩ của riêng mình, khi đó không có mặt ở Việt Nam. Rằng, tôi chỉ sợ trong những ngày hội vui giải phóng, khi đó người ta không còn thời gian để nghĩ tới con đường giải phóng Hồ Chí Minh. Trong trang đầu cuốn sách in bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh ở La Habana, các giả đề tặng cuốn sách cho nhân dân Cuba và kính tặng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trân trọng cảm ơn tình cảm cao cả của raul Vandes Vivo và hân hạnh giới thiệu cuốn sách này với bạn đọc Việt Nam, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, những lực lượng đã tham gia mở đường Trường Sơn thành đại lộ Hồ Chí Minh. Chương 1 Quà mừng chiến thắng Ngày 19 tháng 5 năm 1959, bằng một bức điện khẩn, tướng Võ Bẩm, lúc đó là Thượng tá, được mời tới phòng làm việc của Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh tại khu văn phòng của Quân ủy Trung ương. Tướng Vịnh nói với ông, đồng chí có biết hôm nay là ngày gì không? Dĩ nhiên, thưa đồng chí. Theo quyết định hôm qua của Bộ Chính trị, tôi được ủy quyền trao cho đồng chí nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời đồng chí đây. Chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng Bác Hồ trong ngày sinh nhật của người. Võ Bẩm hết sức ngạc nhiên. Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh nói tiếp: "Không có gì ngoài khả năng của đồng chí đâu, đó là việc xây dựng một con đường giao thông quân sự đặc biệt nhằm tiếp tế cho lực lượng cách mạng của chúng ta ở miền Nam." Võ Bẩm đã trở lại bình tĩnh sau phút giây bàng hoàng ban đầu và nghĩ rằng mình sẽ được trao nhiệm vụ ghi lại một trong những bài thơ chúc mừng chủ tịch mà ông vẫn thường làm. Vừa định mở sổ ra thì trung tướng Vịnh nhắc rằng: "Không cần ghi chép gì cả." Dự án được vạch ra hết sức bí mật Không được để lại một dấu vết gì ghi chép cả Con đường sẽ được gọi là đường Hồ Chí Minh Nó sẽ cho phép đưa cán bộ, bộ đội, vũ khí và thuốc men vào phía Nam Vượt qua vĩ tuyến 17 là nơi chia cắt hai miền vào lúc này Đồng chí trực tiếp tổ chức một đơn vị đặc biệt để làm việc đó Ở đâu? Làm như thế nào? Đồng chí sẽ biết Chúng tôi chỉ giới hạn trong việc trao cho đồng chí vài bức thư giới thiệu nhưng không nói đến mục đích của công việc, đến chỉ huy các đơn vị để họ sẽ cộng tác tới mức cao nhất với đồng chí. Không một người nào được thông báo về nhiệm vụ thật sự của đồng chí cả. Sau này khi đã bắt đầu tiến hành công việc, dần dần chính đồng chí sẽ cho mọi người biết. Còn bây giờ, càng ít người biết đến càng tốt. Tiêu chuẩn lựa chọn ra sao? Trước hết đồng chí hãy chọn trong số anh em gốc miền Nam tập kết ra Bắc và số vũ khí thu được của bọn Pháp. Đồng chí hiểu chứ? võ bẩm gật đầu. Nhưng thực tế, ông đang vẫy vùng trong một cơn lốc của những câu hỏi chưa có trả lời. Chính vì thế, ông thấy mình cần phải bắt đầu nghiên cứu tình hình cách mạng miền Nam, nơi mà đồng chí Lê Duẩn, người tổng bí thư tương lai của đảng đang hoạt động. Ông đọc kỹ những phát biểu của đồng chí Lê Duẩn, của Bác Hồ, của các đồng chí Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp và nhiều người khác. Đồng thời nghiên cứu kỹ từng dòng của nghị quyết 15 của Trung ương về cách mạng miền Nam và triển vọng phát triển của nó. Ông đã thuộc lòng từng câu về sự cần thiết của một cuộc kháng chiến lần thứ hai. Ông hiểu rất rõ rằng con đường sẽ là nhiệm vụ của rất nhiều năm và để lãnh đạo nhiệm vụ đó đòi hỏi có rất nhiều chỉ huy và cán bộ dũng cảm và táo bạo. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, người tôi đề cập đến trong tập hồi ký này như một nhân chứng đặc biệt là một trong số đó. Khi chưa biết gì về con đường này, tôi tình cờ được làm quen với đồng chí Đồng Sĩ Nguyên vào năm 1966. Trong khi vang lên tiếng còi báo động có máy bay địch, chúng tôi cùng xuống một hầm trú ẩn trên quốc lộ số 1. Lúc đó tôi chưa hiểu rõ lắm về đồng chí, nhưng đồng chí lại biết về tôi và về chuyến đi của tôi đến vĩ tuyến 17 nhằm nghiên cứu để báo cáo cho đồng chí Fidel biết về những diễn biến của chiến tranh từ bên trong những vùng ác liệt nhất của miền Bắc. Một chuyến đi ban đầu bị từ chối nhưng sau đó được tiến hành nhờ có những đề nghị trực tiếp của đồng chí Raul Castro khi đó đang có mặt ở Hà Nội. Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tất nhiên rất thận trọng trong việc cho phép một phái viên nước ngoài đi thăm khu 4. Và chính sự có mặt của Raul tại Việt Nam với Chủ tịch Doticos và Sergi Denvan là chủ đề của lần trò chuyện đầu tiên của tôi với đồng chí Đồng Sĩ Nguyên. Kể cho tôi nghe về đồng chí Raul đi. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên nói với tôi tôi cũng đã biết được phần nào về cuộc đời của đồng chí đó và ở đây cũng đang nhắc đến. Đồng sĩ Nguyên đưa cho tôi tờ báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tờ Quân đội Nhân dân rút từ trong cặp một số điều trong tiểu sử của Raun, nhưng chắc đồng chí có thể kể cho tôi nghe những điều khác hay hơn. Bằng tiếng Anh và thông qua phiên dịch, bởi vì lúc đó tôi mới bắt đầu học tiếng Việt, tôi trả lời rằng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của đồng chí nếu như đồng chí kể cho tôi nghe về chính bản thân mình. Một sự trao đổi như vậy là không công bằng. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên cười và trả lời tôi. Về tôi ấy à, tôi chỉ là một người bình thường trong nhân dân thôi. Tôi cũng biết rất rõ rằng Raul cũng cảm thấy rất giản đơn. Mình là một người trong nhân dân ngay từ khi còn rất trẻ và tham gia cách mạng. Đức tính quý nhất mà tôi thấy là dù giữ cương vị gì, đồng chí không bao giờ quên rằng mình là một người lính. Một người lính mà Fidel đã rèn luyện trong một nhà trường thích hợp nhất với tinh thần của họ, đó là trong đấu tranh. Xin có lời giải thích với các bạn đọc chưa từng đến Việt Nam là trong ngôn ngữ xa lạ với ngôn ngữ phương Tây, ngắn gọn đối với những người cách mạng Việt Nam chính là quãng thời gian có thể có được. Và ở đó, dưới hầm trú ẩn, thời gian thì thừa thãi bởi vì những đàn F-111 cứ lao đến hết lượt này đến lượt khác. Và cũng bởi vì phương thức tốt nhất trước sự lo lắng mà ai cũng có khi bom đạn đang rung chuyển là một câu chuyện với đề tài nhấn mạnh về lòng dũng cảm. Sau khi kể về Raul, Tôi tưởng sẽ đến lượt mình được nghe, thì đồng chí đồng sĩ Nguyên lại nói. khoa đã, bây giờ hãy kể thêm cho tôi nghe về Phi Đen. Đồng chí quen đồng chí Phi Đen từ bao giờ? Tôi mong đồng chí nói với Phi Đen rằng Việt Nam đang chờ đồng chí đó. chặng đầu tiên của con đường này phải tiếp cận với sông Bến Hải tại khu phi quân sự tạm thời. Để thực hiện nhiệm vụ, cần một đội gồm 500 lính và một máy ổi. Mặt khác, đây cũng là những điều duy nhất có thể mong muốn lúc này. Trong cuộc trao đổi đầu tiên này, có tướng Trần Lương, người được Bộ Tổng Tham mưu trao trách nhiệm theo dõi công việc tham dự. Võ Bẩm và Trần Lương là hai người bạn từ thời kháng chiến chống Pháp và tại Bộ Tư lệnh Liên Khu Nam. Tướng Lương được trao nhiệm vụ khôi phục lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Khi hai người hoàn chỉnh bước tác chiến ban đầu, Trần Lương nói với Võ Bẩm rằng anh là người sĩ quan đầu tiên được trao nhiệm vụ mở con đường cho phép có thể liên hệ với phong trào cách mạng miền Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, khoảng 500 cán bộ từ cấp trung tá trở xuống sẽ được đưa vào miền Nam trong năm 1959 để xây dựng cơ sở cho quân đội mới và khoảng 700 đơn vị dân quân. Bộ phận nóng cốt đó bằng bất cứ giá nào phải vào miền Nam và không được để lại một dấu vết nào, thậm chí cả một mẩu thuốc lá. Đồng chí làm được chứ? Võ Bẩm. Một ý nghĩ đến với anh và viên chỉ huy gần gũi của mình đã đặt tên đoàn 559 cho đơn vị đầu tiên mở con đường để ghi nhớ năm tháng bắt đầu xây dựng và kỷ niệm về người mà con đường mang tên. Những ngày còn lại trong tháng, Võ Bẩm ngồi trong chiếc gác 69 hãy còn mới tới các quân khu để tìm các đơn vị miền Nam tập kết. Anh gặp gỡ từng người chỉ huy hoặc chính trị viên và nói với họ về việc giúp đỡ phong trào cách mạng miền Nam nơi bắt đầu chịu đựng sự tàn bạo khủng khiếp do đối phương vi phạm hiệp định Geneva gây ra. Thế là tất cả các cánh cửa đều mở đón nhận anh. Ngày 12 tháng 9, Bộ chỉ huy đoàn 559 được thành lập với số quân chủ yếu của sư đoàn 305 thiện chiến. Sự bí mật được giữ đến mức đó, phải thay đổi quân phục của những người được chọn. Sau đó, hành, tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Trị và quyết, cán bộ của khu ủy liên khu 5 giới thiệu với Võ Bẩm tình hình và nói rằng khu ủy khu Nam dự định tạo ra một con đường giao thông giữa Tây Nguyên và miền Bắc gọi là đường thống nhất, lượn quanh biên giới phía Tây của các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên và Quảng Trị. Ở vùng này, việc đi lại rất khó khăn, ngay cả đối với một con sóc, bởi vì địch đã xây dựng một mạng lưới đồn bốt chằng chịt. Hàng năm, rất ít cán bộ có thể thâm nhập vào được với muôn vàn gian nan vất vả. Phần lớn trong số họ đã bị bắt và bị thủ tiêu. Việc thiếu những trạng giao thông đường dài đã tăng thêm nỗi gian truân của những người cách mạng miền Nam. Có lúc suốt hai ngày liền đi bộ cũng không gặp một bóng người. Như vậy chẳng khác gì cá không gặp nước. Quyết đã trầm ngâm nói với võ bẩm như vậy. Từ năm 1958, Sài Gòn tăng cường các cuộc phục kích và chuyển sang dùng các biện pháp gián điệp hiện đại với trực thăng và máy bay do Mỹ cung cấp, bất chấp Hiệp định Geneva. Tại vùng đó, đường quốc lộ 1 chạy song song với bờ biển, hầu như xuyên suốt từ đầu tới cuối đất nước Việt Nam. Trong khi đó, đường số 9 được thiết kế nối liền với lãnh thổ Lào. Đây là một con đường chiến lược qua Đông Hà, Khe Xanh, nối cửa Việt với các tỉnh Hạ Lào. Đường 9 là lối ra biển duy nhất của Lào, với tầm quan trọng kinh tế rất lớn. Địch coi con đường này như một ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam, chứ không phải là con sông Bến Hải ở phía trên. Sau này Mỹ đã biến con đường thành một tuyến phòng thủ một sự ám ảnh thường xuyên đối với Nixon và Kissinger, những kẻ đã trang bị cho tuyến phòng thủ này những phương tiện điện tử hiện đại nhất. Võ Bẩm đã hiểu và bắt đầu nghiên cứu sâu vấn đề để mở ra một kẽ hở trên con đường số 9 bằng bất kỳ giá nào vì rằng con đường thống nhất là quá dài và không an toàn. Khi trở ra Hà Nội, anh gặp lại Trung tướng Vịnh và đề nghị chuyển vũ khí qua con đường này. Nhất trí, nhưng bằng cách nào? Câu trả lời đã đi sâu vào giải quyết vô vàn nhiệm vụ quân sự và không một nhiệm vụ nào được học, dù là nhỏ nhất. Ngoài nhận xét của các chuyên viên cấp cao, những ý kiến của cán bộ tại hiện trường như hành và quyết là rất bổ ích. Võ Bẩm bắt đầu bằng việc chọn một trong số nhiều đồn quân của Pháp trước đây, với một tòa nhà có kích thước vừa phải và một số nhà nhỏ hơn ở vùng ngoại ô phía Nam Hà Nội, làm chỗ bí mật cho số cán bộ miền Nam dự kiến vượt đường 9 và ra lệnh cho số cán bộ này, những nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo quản tốt vũ khí, sẵn sàng trở về Nam bất kỳ lúc nào, ngày cũng như đêm. Cùng với võ bẩm, số cán bộ trẻ được giao nhiệm vụ mới đã nghiên cứu kinh nghiệm của bọn mật thám thực dân trước kia về đóng gói và thường cất giấu vũ khí trong hang để dành cho bọn gián điệp. Để thí nghiệm, họ gói hai khẩu súng và một hòm đạn và thả xuống sông Tô Lịch. Trong vòng 2 tháng, tất cả vẫn nguyên vẹn, sử dụng được ngay cho chiến đấu. Quá trình chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng bằng việc tìm hiểu và xác định chính xác những mặt yếu của bức thành ngăn chặn giữa con đường và vùng này. Trước đó, họ đã có một sự luyện tập nghiêm túc với những hòn đá nặng trên lưng. Trong thời gian vài tháng, ở vùng đồng bằng, sông, suối, núi cao, rừng rậm, hầu như không thể chui lọt. Võ bẩm yêu cầu, tiến nhiều nhưng gây ít tiếng động. Nhiều ở đây muốn nói rằng khoảng cách không gây nguy hiểm cho trọng lượng mang theo. Trong vùng thâm nhập có một bản của đồng bào thiểu số chuyên đốt nương trồng rẫy, du canh du cư. Những người lính đầu tiên của đoàn 559 gây cho dân bản một ấn tượng. Họ là lính biên phòng của Sài Gòn và họ cũng không thanh minh gì cả. Một hôm, Võ Bẩm quyết định thâm nhập với mức độ xa hơn từ Khe Hó tới phía Tây Quảng Bình. Để tiến hành công việc, họ đã lập một trại chăn nuôi nhỏ ở Khe Hó. Từ đó tới sông Bến Hải họ dần dần dựng thêm nhiều trạm nhỏ được ngụy trang khác nhau. Lần đầu tiên, võ bẩm dẫn một tốp vượt con đường ở một trong những đoạn vắng vẻ và một đêm không trang sao, trên một tấm ni lông dài và rộng nhưng không để lại dấu vết gì. Người đi cuối cùng có nhiệm vụ cuốn ni lông lại và mang theo. Trong khi đó, người dẫn đầu, chính là võ bẩm, đã trải ni lông cho tới mép đường bên kia, thể hiện sự lanh lợi như một con báo của chiến sĩ Việt Nam. Về sau, các chiến sĩ phát hiện ra một giải pháp tốt hơn. Trong mùa mưa, dòng nước luôn chảy theo một rãnh trên mặt đất và khi tới con đường thì rãnh đó được lấp bằng những hòn đá to. Vào buổi tối khi trời mưa rào, họ bắt đầu hành quân, nhấc từng hòn đá một. Người dẫn đầu nhấc hòn đá đầu tiên rồi chuyển cho người sau, rồi lại nhấc tiếp hòn thứ hai. Cứ như thế chuyển về sau và người đi cuối cùng đặt hòn đá cuối cùng vào vị trí của nó. Làm như vậy xem ra chẳng có ai đi qua. Trong một cuộc hành quân lạ thường như vậy Ngủ là cả một vấn đề Mùa khô Họ gom lá khô Rồi nằm trong đó ngủ Thay nhau canh gác Một người ngủ Một người gác Cứ hai giờ lại đổi cho nhau Đề phòng địch tuần tra Hoặc thú dữ Còn trong mùa mưa Có lúc mưa như thác đổ Họ phải che bằng những tấm ni lông Và mắc võng trên cành cây Trong tất cả mọi trường hợp Trước lúc bình minh Mọi người phải dậy Và xóa hết dấu vết Người nào bị bắt thường phải chịu những hình thức tra tấn dã man của chính quyền Sài Gòn. Dóc thịt, cắt một tai, sau đó cắt nốt tai kia, cắt lưỡi và cuối cùng bị giết. Môi gan bán cho phù thủy, còn đầu bị mang đi bêu trong suốt một thời gian dài ở những nơi hẻo lánh. Những kẻ đào ngũ rất ít chỉ đếm được trên đầu ngón tay bởi vì việc lựa chọn đã được làm rất kỹ với chiếc quần cộc, áo rộng và chiếc mũ bằng lá cây trên đầu. Những con người dũng cảm đó chuyên chở không nghỉ những chiếc hòm nặng 20 kg, đeo ở thắt lưng tất cả đồ ăn, một ít cơm nguội và muối, nếu có hạt tiêu là may lắm. Cứ như vậy, ngày lại ngày, tháng lại tháng, họ học cách nấu ăn sao cho khói không bay lên cao, trong khi những chiếc hố được che chắn và nói với nhau không được hở răng. Công việc nhìn chung tiến triển tốt đẹp cho đến một ngày, một người lính của đoàn 559 để quên một thùng đạn và bị người chủ đồn điền cà phê phát hiện ra là đơn vị đang sử dụng đồn điền này bởi điều kiện địa hình tốt đẹp lý tưởng của nó. Khi sự bí mật tiêu tan, địch huy động một tiểu đoàn can quét vùng này, hết vườn cà phê này tới vườn cà phê khác buộc những người yêu nước phải đóng con đường bộ thâm nhập chính trong một thời gian. Trong tình huống đó, một giải pháp đã nảy sinh bởi vì Bộ Chính trị của Đảng nhận định rằng việc qua lại con đường số 9 là rất nguy hiểm nên đã thống nhất tiến hành các cuộc gặp gỡ với Đảng Nhân dân Lào anh em để tìm một lối đi chung. Lối đi này đã xuất hiện năm 1961 khi người Lào chấp thuận cho Việt Nam sử dụng lãnh thổ của họ để đổi lấy việc giúp đỡ họ vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Một dân tộc bị mòn mỏi sống trong cảnh thiếu đói và không có chút hy vọng nào cả. Trong lòng họ đang xuất hiện những người cách mạng thực sự. Như vậy, nhiệm vụ thực sự là xây dựng con đường Hồ Chí Minh trên đất liền. Việc này đòi hỏi phải tiến hành một công tác chính trị phi thường nhất để gây cảm tình với những người dân sống ở đông và tây Trường Sơn sẽ bị ảnh hưởng. Những ngọn núi của dãy này có thể qua lại dễ dàng giữa Việt Nam và Lào. Địa hình vùng đó ra sao? Tôi hỏi đồng chí đồng sĩ Nguyên và đồng chí đó giới thiệu với tôi tấm bản đồ vùng đó và nói rằng từ quan điểm địa lý quân sự, vùng Trường Sơn có đặc điểm là một sườn dễ chết, như người ta thường nói và sườn bên kia có giá trị chiến lược với những ai tiến hành cuộc chiến tranh cầm cự. Dãy núi có những đỉnh cao từ 1.000 tới 2.000 mét và kéo dài theo đường biên giới giữa ba nước. Hai bên sườn và chân núi được những cánh rừng già mênh mông và rậm rạp bao phủ. Điều kiện khí hậu của dãy núi Trường Sơn rất khắc nghiệt với một mùa mưa rất dài. Khi chúng tôi chuyển sang uống cà phê, tôi lập luận rằng tất cả điều kiện tự nhiên này là một chướng ngại vật đối với quân xâm lược cũng như người bị xâm lược. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên nói, đúng như vậy. Nhưng với một sự khác biệt, phía những người bị xâm lược được hợp thành bởi nhân dân địa phương, họ hiểu biết thực địa, rừng núi và có thể thích nghi với điều kiện khí hậu. Về mặt này, lập luận của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên rất biện chứng. Đồng chí lý giải rằng những người dân Trường Sơn khi thấy con đường sẽ đem lại cho họ thêm lợi nhuận thì họ sẽ nghiêng về phía dự án táo bạo. Nhưng ngay sau đó khi hiểu rằng địch bắt đầu ném bom không thương tiếc, có nguy cơ là họ dao động. Nguy cơ này giảm dần với những việc thành lập gấp những cơ sở cách mạng trong số dân Việt Lào. Xuất phát từ đặc điểm các dân tộc thiểu số Lào và Việt Nam có truyền thống sống hòa thuận với nhau, rất thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng to lớn đó. Bởi vì đối với họ giờ đây, kẻ thù cũng là khu rừng hoang dã hay một dãy núi hãi hùng. Trên quy mô toàn quốc và quốc tế, hiệp định Zurich được ký vào tháng 4 năm 1961. Vì việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm chính thể quân chủ phe cách mạng dưới sự lãnh đạo của người được gọi là ông Hoàng Đỏ Sufanov và phái hữu dưới sự chỉ huy của hoàng thân Fumi Nosavan đã giúp đỡ cho việc thi công dự án. Trước khi hiệp định này có hiệu lực, những người cách mạng Lào đã yêu cầu quân đội nhân dân Việt Nam tiêu diệt tất cả các trạm gác mà phái hữu đã chiếm đoạt dọc đường số 9 và mở một hành lang rộng 50 km qua con đường đó các lực lượng phái hữu xâm nhập vào khu vực này đã kháng cự. Bởi vì lúc đó ở Zurich, người ta đã quyết định rằng đến một ngày nhất định, nếu ai kiểm soát vùng nào thì vùng đó thuộc về mình. Nhưng lực lượng này đã bị đánh bại và buộc phải rút lui. Như vậy là một hành lang dài 80 km từ Sepol, sau này đã trở nên nổi tiếng, đến Mường Phìn đã được tạo ra nhằm phục vụ cho những người cách mạng Lào và Việt Nam. Trong tình hình nói trên, Bộ chính trị chủ trương lập chiến công đầu tiên trong việc vận chuyển bộ đội, nhằm củng cố những gì đã đạt được, phải vận chuyển từ Bắc vào Nam một đoàn cán bộ và bộ đội mạnh để tăng cường cho các cơ sở miền Nam và những cơ sở thuộc liên khu 5. Võ Bẩm nhận lệnh phải vận chuyển trong thời gian ngắn nhất hàng chục nghìn người và bảo đảm đủ gạo cho họ. Đồng chí sẽ nghĩ cách làm. Thế là từng chiến sĩ của mỗi đơn vị chính quy đóng sâu trên miền Bắc đều để vũ khí sang một bên mang bao gạo. Họ tạo thành một dây chuyền trong đó mỗi đơn vị mang phần của mình tới đơn vị kia. Ngay sau khi đặt bao gạo xuống, họ quay lại để chuyển vũ khí, rồi lập lại cuộc hành trình bắt buộc không mang theo gạo. Bằng cách tổ chức vận chuyển theo từng trạng hay từng cung trạng, ngay từ buổi đầu, những cán bộ chiến sĩ đi trên đường Trường Sơn đã chuyển được một số gạo, vũ khí vào chiến trường. Cách vận chuyển gạo và vũ khí vào Nam bằng vai và đôi chân của bộ đội, ngoài sự mệt nhọc còn có sự hạn chế logic bởi vì càng gần vĩ tuyến 17, càng trở nên nguy hiểm cho số bộ đội đã kiệt sức đó. Như vậy, võ bẩm phải kêu gọi sự tham gia rộng rãi của nhân dân, những người luôn khâm phục tính kiên trì của bộ đội. Tất cả xe đạp, châu bò, xe tải, thuyền bè đều có thể được nhân dân sử dụng rộng rãi trong vùng. Bộ chính trị vạch thêm một bước nữa, dùng máy bay, tức là máy bay đơn chiếc. Nhưng do vùng núi cao, rậm rạp, không có đường băng hạ cánh và khả năng xây dựng cũng chẳng có. Việc vận chuyển đường không của chiếc IL-2 được thực hiện bằng cách thả dù vũ khí và gạo xuống những điểm có đốt lửa, như là việc đốt nương làm rẫy một cách vụng trộm của đồng bào thiểu số trong vùng. Bản Liêm nằm trong một thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi đá cao tới 2.000m hoặc hơn nữa, ở phía bên kia dãy Trường Sơn, được coi là trung tâm người ta có thể lập ra một kho vũ khí thực sự ở sườn bên kia dãy Trường Sơn. Từ Liêm những kiện hàng có thể đi tới Sepol bằng con đường sông cùng tên. Địa hình nơi đó thể hiện sự thay đổi. Sau hàng trăm km rừng rậm, bắt đầu nhường chỗ cho đồng bằng và xuống phía nam rừng càng thưa thớt. Bằng cách đó đã xuất hiện khả năng để xây dựng những con đường đầu tiên thực sự cho xe quân sự loại nhỏ. Trong lúc việc xây dựng tiến triển không gặp trở ngại lớn phái hữu trong chính phủ đoàn kết dân tộc do Seiya giật dây đã làm cuộc đảo chính ở Lào. Khi việc gửi cán bộ và vũ khí cho những người yêu nước miền Nam chỉ là nhỏ giọt, Võ Bẩm gặp tướng Trần Văn Trà để xin chỉ thị mới. Quân ủy Trung ương, ông nói, đã thảo luận về vấn đề này và nghe ý kiến của các đồng chí Lào. Các đồng chí ấy cho rằng con đường phải được duy trì và bảo vệ, nhưng trong điều kiện tuyệt mật. Cần phải di chuyển tất cả mọi người vào rừng, xa bản làng, một lần nữa lại rút vào bí mật. Ông nói ngắn gọn như chỉ để võ bẩm nghe. Tất nhiên, chính phủ phái hữu Lào phản đối, nhưng chính phủ này là không hợp pháp, được sinh ra bởi sự vi phạm trắng trợn hiệp định Zurich và chẳng ai để ý tới. Có biết bao anh hùng đã sinh ra trong cuộc hành quân dài và thảm xanh đó, nơi mà bệnh sốt rét và rắn độc nhiều vô kể. Những người lính trẻ chỉ nặng 50kg đã mang quá trọng lượng của mình, thậm chí tới 75kg có người mang súng trên lưng nặng gấp đôi trọng lượng của mình sau khi hoàn thành việc cất giấu đó võ bẩm ra hà nội và được gặp bác hồ khi chăm chú theo dõi trên tấm bản đồ chủ tịch nói bác chúc mừng việc tốt của cháu cháu gửi cho bác danh sách tất cả những đồng chí mà việc làm của họ đáng được khen thưởng đừng sợ danh sách đó dài đây là một mệnh lệnh kẻ thù không được biết tí gì bí mật tuyệt đối là một sự đảm bảo cho thắng lợi của chúng ta võ bẩm nhận thêm một mệnh lệnh cần phải tiếp tế như nhau cho các đồng chí lào và các đồng chí việt nam không được kém một hạt gạo nào cho các đồng chí lào kể cả làm ngược lại thì tốt hơn phải hướng dẫn dân bạn sản xuất lúa theo các biện pháp tiên tiến dạy cho họ các quy tắc vệ sinh chăn nuôi gà lợn trồng sắn cung cấp muối ăn cho họ tôn trọng phong tục tập quán của bạn trong việc này kỷ luật là sắt đồng thời cần giúp đỡ các đồng chí lào củng cố cơ sở cách mạng kể cả ở những bản làng hẻo lánh, chuẩn bị cán bộ và xây dựng các đơn vị tự vệ. Từ chỗ chỉ là một nét nhỏ vô hình, con đường đã hình thành trên thực tế và tạo ra một mạng lưới xung quanh Sepol, tiếp tục phát triển cùng với nó, cộng với một trung đoàn công binh được triển khai suốt chiều dài 1.000 km. Ba năm trước đó, ở miền Nam nổ ra cuộc nổi dậy của nhân dân. Mặt trận dân tộc giải phóng ra đời, buộc Mỹ phải đưa quân ồ ạt vào miền Nam để cứu vãn chế độ ngụy thối nát, tàn bạo và để tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại chống miền Bắc. Tướng Trần Văn Trà lưu ý võ bẩm rằng, mục tiêu chính của bom đạn Mỹ là đường Hồ Chí Minh. Câu trả lời của chúng ta là kéo dài thêm con đường này và làm nó mạnh thêm. Sự tham chiến của lực lượng không quân quân sự lớn nhất thế giới đòi hỏi phải tăng cường cấp bách tới mức có thể. Bộ đội bảo vệ con đường như là một khu vực có chiến tranh vấn đề này được đặt dưới sự chỉ đạo của quân ủy trung ương mà tướng phan trọng tuệ người sau này làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải là chỉ huy mới còn võ bẩm là phó sau khi anh được đề bạt lên cấp tướng tôi nói trước rằng cuối cùng lúc kết thúc cuộc chiến tranh vị chỉ huy tối cao của con đường là đồng chí đồng sĩ nguyên khi chiến tranh ngày càng mở rộng khối lượng người và phương tiện kỹ thuật vận chuyển vào nam tăng gấp đôi gấp ba và như vậy phải mở tiếp nhiều nhánh mới của con đường trong cuộc đấu tranh với thời gian. Trong việc gấp rút mở rộng con đường có tầm quan trọng sống còn của cuộc kháng chiến yêu nước ở Đông Dương dưới hình thức tuyệt mật có sự tham gia của Cuba. Việc tham gia giải quyết một vấn đề sinh tử đối với sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan tới chuyến thăm của đồng chí Tổng tư lệnh Fidel ở Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm này cũng có một lịch sử thực sự đáng được biết đến. Tất cả đều bắt đầu từ một buổi chiêu đãi vào giữa năm 1970, nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới thăm đất nước chúng tôi. Trong lúc Fidel nói chuyện với đồng chí trưởng đoàn, thấy tôi bên cạnh, đồng chí ấy gọi lại và nói Sứ quán của đồng chí là sứ quán mà tôi thích nhất trong số những sứ quán của Cuba, nhưng chẳng bao giờ đồng chí mời tôi tới thăm cả. Trong lúc một số người Cuba và nước ngoài có mặt ở đó cười ồ lên, tôi nhận thấy ánh mắt của Fidel có một tình cảm mãnh liệt mà nội dung không phải là câu nói đùa. Tôi đáp lại rồi nói với đồng chí ấy một điều. Với cuộc đảo chính của London, tất cả đang trở nên khó khăn hơn. Lối vào là Campuchia, một sứ quán khác của tôi. Được, nhưng còn những nơi khác của miền Nam thì sao? Miền Nam không chỉ thu hẹp lại ở Tây Ninh. Thưa đồng chí tổng tư lệnh, cần phải đợi thời điểm thích hợp. Tôi sẵn sàng lên đường khi các đồng chí Việt Nam mời, mặc dù nguy hiểm như thế nào, hoặc tôi có thể tiến hành một chuyến viếng thăm riêng cái nhà nhỏ của đồng chí không có tường ở trong rừng, không khí ở đó chắc trong sạch lắm nhỉ? Vâng, thực sự tôi cảm thấy như mình nghỉ hè ở đó. Với những ý đồ này, tôi bắt đầu công việc của người đại sứ ở Hà Nội năm 1971 vì cuộc đảo chính của London đã dẫn tới việc đóng cửa sứ quán Cuba ở Campuchia và nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đảng trao cho, cho tôi buộc tôi phải thường xuyên có mặt ở mảnh đất Đông Dương. Và giữa năm 1972, một hôm tôi có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đồng chí ấy muốn giải thích cho tôi rằng tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đều muốn sang thăm Cuba. Nhưng tình hình chiến tranh không cho phép. Trừ đồng chí Lê Thanh Nghị là người phụ trách việc điều phối viện trợ của nước ngoài. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đều nhất trí hoàn toàn là không nhận các loại huân chương trong nước cũng như nước ngoài trong khi Đảng chưa lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Tôi nói rằng như vậy, đồng chí Phi Đen có hai lý do để trách đấy. Các đồng chí không thể đi Cuba được. Điều này thì đồng chí đó hiểu, và đồng chí ấy cũng không thể tới Việt Nam. Điều này đồng chí ấy không hiểu. Tại sao? Hà Nội là của đồng chí ấy, là nhà của đồng chí ấy, thậm chí đến không cần báo trước. Vì rằng đối với Phi Đen, Việt Nam bây giờ là Miền Nam. Làm sao tới đây mà lại không vào trong đó được? Đồng chí Phạm Văn Đồng phá lên cười và vỗ vào gối tôi nắm chặt tay tôi và nói chúng ta cần suy nghĩ về ý định của phi đen tất nhiên đây sẽ là một bí mật lớn của chúng ta giữa đồng chí và tôi dĩ nhiên ngay cả với đồng chí phi đen tôi cũng không kể lại cuộc nói chuyện này đâu đối với đồng chí ấy càng phải cần kín hơn đồng chí đại sứ ạ à. tôi tin rằng tuần sau đồng chí có thể đến